Cẩm Tâm Tượng Ngọc, rộ tin kết phim bằng đám cưới lần 2 của Đàm Tùng Vận, Trung Hán Lương. Cẩm Tâm Tượng Ngọc là một trong những bộ phim cổ trang hot nhất hiện nay, với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi đũa lệch Đàm Tùng Vận, Trung Hán Lương. Dù bị nhận xét băm nát nguyên tắc, nhưng Cẩm Tâm Tượng Ngọc vẫn thu hút được lượng lớn khán giả nhờ nội dung ra đấu giữa thiếp thất, vợ cả cực căng. Ngoài nội dung ra đấu hấp dẫn, Cẩm Tâm Tượng Ngọc còn khiến khán giả ngất lên xỉu xuống vì phản ứng hóa học cực ngọt ngào từ Đàm Tùng Vận, Trung Hán Lương. Trong đoạn clip hé lộ tình tiết đang được cư dân mạng truyền tay nhau, cảnh phim Thập Nhất Nương, Đàm Tùng Vận và Từ Lệnh Nghi, Trung Hán Lương làm đám cưới lại đang thu hút nhiều sự quan tâm. Cảnh quay đám cưới này khá lạ mắt, khác hoàn toàn với cảnh quay đám cưới gượng ép ở đầu phim. Nhiều người cho rằng đây là cảnh kết phim, có khả năng Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương vì lý do bất đắc dĩ nào đó nên đã ly hôn. Sau đó, hai người kết hôn lại và vào hẳn hoàng cung để làm lễ khấu đầu với hoàng đế. Bởi cảnh hiện ra trước mắt là Từ Ngạnh Ly, Thập Nhất Nương cùng đến cổng hoàng cung, cách ăn mặc của hai nhân vật cũng thuộc hàng sang trọng, chỉ dùng để gặp vua chúa chứ không phải cưới xin bình thường. Ở đầu phim, Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương có màn cưới hỏi trong sự gượng ép. Mọi chuyện bắt đầu khi Nguyên Nương Dĩ Nghi, chính thất của Từ Lệnh Nghi bệnh nặng rồi qua đời. Trong giờ phút lâm chung, Nguyên Nương căn dặn em gái cùng cha khác mẹ là Thập Nhất Nương hãy thay mình làm dâu nhà họ Từ. Vì muốn điều tra ra hung thủ giết mẹ ruột nên Thập Nhất Nương chấp nhận mối hôn sự gượng ép này. Cuối cùng, Thập Nhất Nương trở thành vợ kế của Từ Lệnh Nghi, nhưng may mắn cho Thập Nhất Nương, nàng đã được cưới hỏi đàng hoàng, đường đường chính chính bước vào Vĩnh Bình hầu phủ với vai trò vợ cả. Thập Nhất Nương là cô gái thông minh, khéo léo, nàng luôn biết nhìn trước ngó sau để sống an phận thủ thường. Do không có tình yêu với Từ Lệnh Nghi nên vào đêm động phòng, Thập Nhất Nương tỏ ra khá bối rối. Dù ngủ chung giường nhưng Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương chẳng làm gì nhau cả. Hai nhân vật chỉ ôm nhau trong sự ngượng ngùng bối rối. Chưa dừng lại ở đó, trên mạng xã hội, khán giả thi nhau đào bới thông tin về các tình tiết xoay quanh cái kết của phim. Trong số đó, bức ảnh được cho là con gái Thập Nhất Nương chụp cùng Ngũ Tỷ được khán giả chuyển tay nhau với tốc độ chóng mặt. Cô bé này có gương mặt khá xinh xắn, còn mặc đồ màu hồng. Hình ảnh cô bé có sự tương đồng với tình tiết trong tiểu thuyết gốc Thứ Nữ Công Lược. Với tiểu thuyết gốc, Thập Nhất Nương cũng sinh cho Từ Lệnh Nghi một bé gái. Ngoài ra, Thập Nhất Nương còn nhận nuôi Chuân Ca, con gái của Nguyên Nương với Từ Lệnh Nhi. Về mặt quan hệ huyết thống, Nguyên Nương là chị gái cùng cha khác mẹ của Thập Nhất Nương. Sau khi Nguyên Nương qua đời, Thập Nhất Nương mới bước vào Vĩnh Bình hầu phủ để làm vợ kế cho Từ Lệnh Nhi. Việc Thập Nhất Nương sinh con gái cũng là điều may mắn vì Chuân Ca vẫn giữ được vị trí đích tử, còn con gái Thập Nhất Nương là đích nữ, không hề xảy ra chuyện chém giết lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Cẩm Tâm Tượng Ngọc có nội dung xoay quanh cuộc đời nhân vật La Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương vốn là thứ nữ nhà họ La, từ bé đã chịu nhiều buồn tủi vì không được gia đình xem trọng. Lớn lên, nàng luôn che giấu sự thông minh, tháo vát để sống cuộc đời bình lặng. Nào ngờ sóng gió ập đến, mẹ Thập Nhất Nương bị giết, còn nàng thì rơi vào cảnh không còn người thương yêu, tin tưởng nào bên cạnh. Sau đó, Thập Nhất Nương quyết định nhận lời giúp chị gái sắp chết là Nguyên Nương để vào Vĩnh Bình hầu phủ làm vợ Từ Lệnh Nghi. Cẩm Tâm Tượng Ngọc là một trong những bộ phim cổ trang hot nhất hiện nay với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi đũa lệch Đàm Tùng Vận, Trung Hán Lương. Không chỉ thu hút sự quan tâm của khán giả xem đài mà Cẩm Tâm Tượng Ngọc còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các diễn viên trong giới khác. Mới đây, Phương Nhất Bác cũng tiết lộ bản thân đã chính thức nhập hội fan ruột của Cẩm Tâm Tượng Ngọc.